Bạn có nhu cầu mua tai nghe hay các loại phụ kiện điện thoại để chơi Free Fire, chơi Liên Quân tốt hơn? Đừng quên ghé qua shop Riaki Store HN tại Shopee nha. Riaki Store HN, uy tín, giá rẻ, chất lượng. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh Riaki Live. Ok, số bạn hỏi là sáng nay tôi đã bảo là cày lên huyền thoại được bộ tiểu cương thi rồi, nhưng mà quên mất là không bảo anh em mà được 30 ngày thôi. Đây, thì một số anh em vẫn đến giờ này mà đang chưa biết là cày độc lăng chiến lấy tiểu cương thi ở đâu, thì nó ở đây. Đấy, đây này, đấy, kim ương 4 thì được 3 mảnh, còn huyền thoại được thêm một mảnh nữa là 4 mảnh, đấy được 30 ngày. Đấy thì anh em cày đi, nói chung là 30 ngày là được rồi. Một số ông bảo là xong được vĩnh viễn, trời ơi. Vâng, có voi đòi hai bà trưng. Đấy, thôi cái này là mùa 4 thì để mùa sau. Mùa sau người ta lại tặng bộ khác, được 30 ngày mặc là vui rồi. Các ông khéo mặc 3 ngày là chán. Đấy, mặc 3 ngày là chán. Với cả chỉ có mỗi cây này mà được free, nó không bất cợ, nó hơi bất công với những người ngày trước bỏ tiền ra mua. Cộng thêm với cả mấy người mà theo kiểu là người ta đổi hộp ma thuật vào cái đợt trước. Đấy, nói chung là cái gì nó phải một vừa phải phải, hai phải anh em đòi ăn vĩnh viễn. Và anh em đòi ăn vĩnh viễn thì tôi chịu đây anh em ạ. Và đòi ăn vĩnh viễn thì gọi là bó tay chấm com đấy. Đấy, thì anh em xem nào, anh em gọi là sống lại đi. Đấy nhá, ăn là bạn, 30 ngày free là tốt lắm rồi. Tôi nói thật với anh em. Đấy, ok, cái vụ hành trình xếp hạng ấy, nhiều bạn hỏi là sao cái mùa trước nó không được tính. Thì hóa ra là bên Anna Free Fire tính từ mùng 1 tháng 1. Đấy, tức là tính từ cái mùa giải sinh tồn mùa thứ 37. Đấy, thì bắt đầu từ cái mùa thử chiến này nó mới được tính nhá. Như vậy là cái quà này để mà lấy được mốc 12 ấy, cái mốc mà anh hùng dũng cảm gì đấy ấy, thì là phải đến tận tháng 1 năm sau. Thì sau khi hoàn thiện xong cái bảng 12, cái rank này chúng ta mới lấy được cơ. Đấy, thì nói chung là cái độc lăng chiến, thế tôi thấy như thế là nó vui rồi. Đấy, tôi thấy độc lăng chiến 30 ngày thế là nó vui rồi. Anh em đòi hỏi gì nữa? Đòi hỏi gì nữa anh em? Đấy, ok. Ám này thì bên này Gala đã mở cái bình chọn tuần 4 rồi. Thôi cái này thì còn gì để mà trình bày nữa. Tuần trước thì cái tính bất thường là cái vô địch, cái đấy nhiều người vote quá rồi mà nó cũng hay. Đấy, tuần này thì chúng ta có cái trạm cường hóa, tiếp theo là vòng bo dị biến. Tôi nghĩ vòng bo dị biến nhiều anh em thích cơ, nhưng mà ra anh em không thích. Đáng lẽ vòng bo dị biến này nó có thể tách ra thành vòng bo gọi là hình elite, về vòng bo hình vuông, vòng bo hình ngôi sao các kiểu, nhưng mà cuối cùng anh em không thích thì thôi. Đấy, anh em có vẻ không thích cái kiểu vòng bo đặc biệt đặc dị này lắm nên anh em không vote cho cái này. Hoặc là kiểu như là kiểu cái này ấy, đáng lẽ bên Anna Free Fire họ phải làm ra một cái video, mà cái video đấy nó mô tả tất cả các cái vòng bo, tất cả các tính năng. Chứ còn nếu mà chỉ mô tả bằng chữ như này thì thật sự là khó. Đấy, mô tả chỉ mô tả bằng chữ này thì tôi thấy thật sự là hơi fail. Đấy, thật sự tôi thấy là hơi fail, tại vì nhiều người là không thể tưởng tượng ra sự thú vị khi mà chỉ có cái mô tả bằng chữ như này. Kiểu không hiểu ấy. Đấy, thế là tất cả mọi người đều vào cái giảm hồi chiêu. Cái giảm hồi chiêu này thì thật sự là anh em tạo cái phòng không hồi chiêu, anh em vào spam skill thì nó khác gì đâu. Đấy, trong khi cái vòng bo dị biến nó là một cái khá thú vị nhá. Nó là một cái mà tôi đánh giá nó khá dị. Đấy, nó kiểu nó độc lạ Free Fire ấy. Đấy, độc lạ Free Fire ấy mà kiểu nhiều chiêu game mà có ấy, thì anh em lại không vote. Anh em đừng có 6.500 vote ấy, trong khi cái giảm hồi chiêu 50 mấy nghìn vote, mà 50 mấy cái giảm hồi chiêu, nói thật với anh em là anh em tạo cái phòng mà spam chiêu mà anh em test làm thế nào hồi chiêu có gì đặc biệt. Có gì đặc biệt thì chỉ là dùng skill nhanh hơn bình thường, còn cái vòng bo dị biến thì nó sẽ rất là dị. Đó, kiểu nó sẽ kiểu đó là cái mà anh em có thể mang lên mạng để flexing đấy. Nhưng mà tôi nghĩ là bởi vì bên Anna không làm clip để mô tả cho từng cái tình huống của cái gì Chaos này, của cái Tết hỗn chiến này đấy, thế đâm ra là nó hơi bị sao ta, nó hơi bị kiểu khó tưởng tượng ấy đấy. Thế là anh em toàn vote cho những cái mà anh em biết chắc chắn là nó dễ đấy. Thế nói chung là kiểu tôi cảm thấy nó không được thú vị ấy. Đấy, ok, và cái là thôi, cái thính bất thường này thì cũng hay này. Cái thính bất thường này nó sẽ cho phép chúng ta có cái thính nâng cấp ở ngay trong cái chế độ tử chiến để vào đây nổ hũ. Nhiều khi anh em nhặt mấy khẩu Groza X ở trong này cơ. Đấy, nổ hũ căng đét luôn, Groza X M87X nhặt bé bét luôn, nhặt bét từ nhà luôn. Thằng này đi đâu, một cháo. À, trong này lên móc lốp à, ăn ngay quả Homer mồm.
khựng người luôn, choáng mặt luôn. Trắng Thiến chiến thắng dành cho Rikaki và những người đồng đội. Ngon ngay. Để tôi đi lút cái thính đặc biệt ở trong tử chiến này cho anh em xem. Lút cái thính đặc biệt nào gọi là cho anh em xem chất lượng luôn. Thính nào sẽ cho chúng ta rất là nhiều những cái đồ thú vị nhá. Đấy, nào anh em lên theo tôi. Cái thính ở trong map này nó sẽ rơi trên cái xương khủng long này và nó sẽ rơi trên cái bộ xương này. Đấy, khu hóa thạch, chả biết đây xương con khủng long gì mà to thế. Đấy, từ ngày mà tôi chơi Free Fire tôi vẫn thắc mắc. Nào, lên lút cái thính anh ấy, lên lút cái thính cho cậu. Cái thính nó sẽ rơi ngay trên người khủng long nhá. Thế nên là anh em chú ý cái bộ thính này. Đấy, chứ nó không phải là những cái thính nâng cấp. Cái thính nâng cấp thì nó không phải nằm trên chỗ này. Đây, nó nằm đây này. Đấy, sao, anh em thấy đỉnh không? Đấy, nó nằm chỗ rất là quái, rất là trí, làm chỗ rất là trí. Chung vào đây cứu một đội phát, cứu một đội phát. Đấy, ok. Ô, thôi, các bạn đứng lút đồ nhanh quá, cho tôi lút với đấy. Hai khẩu Groza X anh em ạ. Hai khẩu Groza X luôn. Ui giời, team mình vậy làm bố. Đứng lại xem còn gì ở không. Ui, giáp riêng từ bé bét luôn. Mỗi tội nó không ra 4. Đấy, nó không ra 4. Nó, nhưng mà về cơ bản là nếu mà team vào chiếm cái con thính này thì coi như quả nổ hũ, gọi là căng đét luôn. Đấy, cầm đồ gọi đầy người luôn. Đấy, battle nhè, treo ren luôn. Đấy, ok, phá luôn. Đâu rồi? Địch đâu nhỉ? Thằng địch ở đâu nhỉ? Ô, thằng địch nó bắn mình đâu nhỉ? Ôi giời, nó có khẩu gì mà nó có xuyên xuyên keo nhỉ? Và nó lại có cả giảm thanh nữa nhỉ? Ôi thằng thầm ơi, nó bắn súng gì mà cứ giảm thanh nữa nhỉ? Đấy, không biết địch ở đâu anh em ạ. Em tinh mắt xem thằng địch ở đâu nhỉ? Bỏ sư thôi. Ảo nhỉ? Ôi giời, chịu rồi. Và trong này nó giảm thanh thì chịu, không biết nó bắn mình đâu rồi. Ôi giời, sao mày mày móc đâu quả con moon hip này, nó móc đâu quả giảm thanh thì nó bắn mình không biết ở đâu luôn. Nó móc ở đâu quả giảm thanh ạ. Và rất là ảo thật đấy, nó bắn nào thế nhờ. Hay là nó mang kỹ năng nhỉ? À hình như nó mang kỹ năng của Raphael hay sao. Nó bắn chim gõ kiến, nó bắn chim gõ kiến, kiến gõ chim. Đấy, lại giảm thanh anh em ạ. Và chịu ấy, bó này chấm com ấy. Ok, thả nhện ra nhà địch. Thả nhện, nhện đi xa phết. Thả Homer, thả cả nhện ở Homer. Địch cũng kiểu hoang mang. Nổ cái, ui trời ơi. Phát hiện ít nhất là 3 thằng team địch. Thế mà xả ra thương thôi anh em. Thế mà xả rồi. Rồi bắn nhau đây. Các bạn bắn nhau đi. Nó bỏ chạy rồi. Nó bỏ chạy 7 trọ rồi. Đúng rồi, bắn nhau đi. Đúng rồi. Đấy, mình ra đây lút thính. Lút thính, ui lại cái lô giá ấy kìa. Phê. Nào, lút tiếp là cái này thì thời gian nó nhanh hơn ở trong chế độ sinh tồn rất là nhiều. Ui, M8A B. Nào, tiếp tục lút nào, xem ra gì. Ui dồi, trà sữa, bị thịt rồi, 2-3. Và mình có Rosa X, mình ngại thằng nào nhớ. Ui, giáp, ui, phụ kiện giáp giảm bớt sát thương lên thân. Rất là tuyệt vời. Và cái này làm sao mà thua được nữa. Cầm Groza X thì nói thật bạn, Groza X nó là một cái gì đấy nó rất kinh khủng. Đấy, Groza X một thằng. Tôi đang bắn MPP-19 mà. Đấy, tôi quên mất đang bắn MPP-19. Hai thằng rồi. Đấy, cầm Groza X kia mà vạ vào thân. Ui, bạn đấu tôi á. 4-4 đam đỡ nào được. Groza X còn nâng cấp level 8 nữa thì bạn đỡ. À, level 7, bạn đỡ tôi kiểu gì. Đỡ hộ cái. Đội cái, ok, ui giời, map này map tủ gì á, map này map tủ đè gì đó, làm ngay khẩu chim ngộ kiến nâng cấp mới ra, chấp lừ, con cá ngừ, liệu văn đạn, nấm cấp 3 các kiểu, là điều, sợ chưa, hoảng hốt luôn, và gọi hoảng hốt luôn, để sợ rồi, chưa nói lên cái set, cái sự tuyệt vời của cái game này, lên, mà anh em theo tôi lên. Đây, bây giờ mình leo lên trên này, xong mình thả nhện ở chỗ cầu thang, xong thả Homer là địch hoảng hốt luôn. Địch có gọi là ối giời ơi luôn. Đó, địch có gọi là không thể mà mò lên được luôn. Đấy, đây, ta sẽ thả nhện ở ngay cái lưng chừng cầu thang này. Đấy, thả nhện đấy. Đấy, đứng lại, ê, đứng lại. Nhện nó chạy hơi nhanh. Đấy, tôi bắt đầu thấy thích thích con Raiden này rồi đấy. Đấy, ok, đâu rồi. Địch trốn hết rồi anh em ạ. Địch chào sợ tôi, sợ streamer gà nhất Việt Nam này mà. Đây rồi, đây. Thấy cái đậu, thấy cái đầu này bị mặc đồ âm trụ à. Âm trụ Uzui Tengen à. Uzui Tengen là từng cậu sợ. Cậu đến Muzan khi cậu không sợ Tengen. Nào. Ơ chứ, con điện hết đát rồi. Con điện hết đát rồi anh em ạ. Ui, một thằng nó bị bắn gãy.
À, lên đây. À, cháu lên đây. Ui, cháu này lên đây này. Cháu lên là thoải mái đấy cháu. À, thoải mái đấy cháu. Cháu tuổi gì? À, bụi cỏ biết đi. Bụi cỏ biết đi. Cháu này lên đây. Làm sao? Ui, xong rồi, thích tôi rồi. Kìa, đồng đội đâu? Trà sữa các kiểu. Thích đó. Quất đó. Chơi đó. Hay quá. Linh BD có bình mạng hạ gục. Tới lại đi nha. Trả mấy mà lại lên huyền thoại mùa này. Cảm ơn anh em theo dõi video này. Còn xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Bye bye.